Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện bắt xử lý một tài xế dương tính với chất ma túy, sử dụng giấy phép lái xe giả, biển số xe ô tô giả, đang chở trên 200 kg pháo lậu. Trong lúc tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện chiếc xe ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 72L0947 chạy từ hướng Gia Lai đi thành phố Hồ Chí Minh có nhiều biểu hiện nghi vấn. Khi tổ công tác ra tín hiệu dừng và đang tiến lại gần để kiểm tra, thì có hai nam thanh niên bung cửa sau bỏ chạy vào các lô rẫy cà phê bên đường tẩu thoát. Trên xe còn lại tài xế Phạm Viết Tuấn ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tổ công tác phát hiện có nhiều bao tải, thùng cát tông và vali được cất giấu dưới gầm ghế sau cốp xe. Bên trong có chứa 104 hộp pháo và 40 cây pháo hoa dài với tổng trọng lượng trên 200 kg. Sau khi kiểm tra, tổ công tác phát hiện Phạm Việt Tuấn đang sử dụng giấy phép lái xe giả, biển số giả và dương tính với chất ma túy. Còn chiếc xe ô tô, sau khi tra cứu trên hệ thống đăng ký quản lý phương tiện toàn quốc thì hoàn toàn không có. Bước đầu Tuấn khai nhận hai người bỏ chạy thì một người có tên là Cảnh ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, người còn lại tên là Hùng ở tỉnh Bình Dương. Sáng 17 tháng 9, cả ba điều khiển xe ô tô từ tỉnh Đồng Nai đến cửa khẩu Bờ Y của tỉnh Kon Tum để mua pháo về lại tỉnh Đồng Nai bán kiếm lời. Anh Cảnh nhờ em đi thuê chiếc xe rồi chở nó đi Kon Tum. Thì em đi thuê xe chở nó từ dưới Tâm Phước lên trên Bình Dương đón thằng Hùng đó. Lúc đi là khoảng 10 giờ tối là ở Bình Dương, là chạy lên cửa khẩu Bờ Y, là đến nơi là khoảng 9 giờ sáng. Lên chiều lại thì nó đưa xe ra thì em thấy hàng pháo lên xe rồi bắt đầu nó mới kêu em là lấy pháo về. Trước khi đi là Hùng bảo bây giờ đi xa vậy, một mình chạy sợ không chạy được. Nên là nó lấy một ít ma túy ra, nó kêu em hút hai khói cho tỉnh ngủ rồi cho đỡ buồn ngủ rồi, rồi là chạy đi. Qua cái vụ việc trên thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã rút ra một số cái phương thức thủ đoạn của các đối tượng thường che giấu và cất đẩy những cái mặt hàng như pháo bằng cái hình thức rất là tinh vi, là giấu ở các cái gầm xe và ngụy trang rất là kỹ. Các đối tượng hoạt động thường là vào lúc mờ sáng hoặc là ban đêm để nhằm là trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông. Trong đó thì xe ô tô qua kiểm tra nghiệp vụ thì không nằm trong hệ thống quản lý của cơ quan chức năng, và đặc biệt là lái xe là sử dụng giấy phép lái xe giả cũng như là dương tính với ma túy. Được biết, Phạm Việt Tuấn từng có một tiền án về tội tiêu thụ tiền do người khác phạm tội mà có. Hiện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với Công an thị xã Buôn Hồ tiếp tục truy bắt hai đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật.